người xiên nướng được năm. Mình nướng không đấy. Em anh ấy có cái kiểu mà em thấy người ta chế hay gì có cái thổi sẵn đằng này. Thổi sẵn là cái quạt. Vâng. Chế cái bộ quạt. Của mình có. Mình phải chế, có thì mình phải mua mình chế mà nó chế nhiều mà. Vâng. Ở đây bán sắt thì thấy đó. Tôi thường thấy hôm nọ em đi qua chỗ nào thấy họ có cái thổi sẵn vào đây. Vâng. Trên nhà cũng có đầy mà, có cả mẫu luôn được cả nhà. Đưa vào nhà xem. Vào nhà xem à? Vâng, đi. Đa dạng máy. Có cả ấy, có cả thổi sẵn này. Có chắc có. Đơn giản là chế cái đấy được này. Đi vào nhà đi. Đi sang lấy xe, đợi em đi. Motor các thứ là bảo hành đúng không ạ? Bảo hành. Thế mới người làm yên tâm. Bảo hành bao lâu ạ? 6 tháng. Bởi vì có đi vào đây rồi. Về là tận gốc rồi thì. Về đây được rồi. Vâng, chị đến lên Hà Nội rất là nhiều. Ngày nào chuyển đến Hà Nội. Đây này, hôm nay con xe ba gác chở ba cái đi vùng ba mẹ vào tường người ta chạy hút tít mẹ luôn, hàng chưa ra người ta này. Đấy mà tưởng người ta thì không phải bỏ đâu mà. Ông bỏ cả máy, ông chạy gì? Ông chạy làm bỏ sao máy được? Không đi. Bây giờ cứ gì ông phải chơi giao máy cho người ta chứ bây giờ ông bỏ máy. Mất hết. Anh quay lại đi, anh quay lại nói chuyện với người ta. À, làm ăn rồi ông sẽ chạy đi. Không cần quá quệt à? Trốn mất cần quệt vào tường đổ tường cho người ta bảo nó dừng lại để người ta khiêng vào nhà. Có ông cố lùi như nào đổ tường người ta. Chắc là cái tường nó chuẩn bị đổ sẵn rồi sao. Thế là không dừng lại, phi xe đi. Phi đi thì phải giao máy đi. Máy không giao. Ừ, đấy không giao máy. bỏ của chạy đến người chạy nào được. Chạy làm sao? Cái lắp bình là giống ở đây gì ạ? Lắp bình đó. Đây. Đây là khách là lắp hai motor. Hai lúc này là lắp hai chạy cả hai. Hai motor thì làm gì? À để vừa cắm điện chạy vừa. Điện, lúc nào mà mất điện thì chạy bình, chuyển bình. Ý thế. Cái này là bọn. Cái đấy lúc đó. Cái mà thân ấy như này hết thì giá nó khác không? À thì quá. Cái kia là ấy nhỉ. Cái này chỉ sắt V này. Sắt V ốp tôn này. Sắt được nhỉ? Sắt. Đây à. Chuyền máy. À đây đây đây. Cái này lắp rồi hay sao này? Motor à? À không, đây là xích. Xích quay lợn, xích chiều này. Vâng. À dọc dọc cái lợn này. Làm nào chuyển lên Hà Nội được à? Thế thế này là chỗ cầu diễn đâu cứ thế chẳng này đi rồi trên mọi nẻo đường 150 hôm qua nó đi hay tận Hải Phòng 170 cây hết bao tiền không đi đâu anh đi ra cầu diễn đấy chắc 300 ai già không cao lắm ra đấy phải 4 mấy cây cái hàng cùng cảnh rẻ của nó phải 350 xiên à. Cái gì lưới này em dùng rất là tiện. Tiện này nướng được cả thịt lợn. Vâng. Cổ cánh chặt ra rồi nướng riêng được. Nó miễn ra miễn nướng được là được các bạn đúng không? Cái kia thì nó thêm mấy thanh hàn vào. 10 vị một xiên rồi gì ạ? Không biết cứ mang ra còn bán ngoài đấy. Vâng. Cơ sở sản xuất. Máy 5 con 2 tầng.
khuyến mại 5 vỉ 3,2 triệu, vỉ 400, xiên khuyến mại máy xay 1,4 triệu sau. Motor, máy vặt lông gà lông vịt. Công nhận. Vặt lông thì quá đỉnh luôn. Quay bàn một con gà thì mất con gà thôi rồi mấy chục giây. Cái này rất hay này. Chỉ trong một nốt nhạc là đúng là một nốt nhạc thật, việc gì phải đúng không? Cái máy vặt lông này bao tiền? 6 triệu. 6 triệu đấy, em cứ quay đây nếu mà có người mua em rồi. Alo nhá. Rồi, alo thì riêng giới thiệu thì biết là máy chó, bây giờ có thằng làm 6 triệu máy chó. Máy gà làm máy vặt lông gà trong một nốt nhạc. Chỉ cái gà dấn lông xong quăng vào đây một phát là máy làm dây làm tiếp. Nó quay cho quá đỉnh luôn. Chớp mắt phát là gà kịp đi kịp. Chớp mắt phát. Có dao lên tận Yên Bái không ạ? Không, có đi Yên Bái thì Yên Bái thì trở ra Yên Nghĩa luôn kiểu. Vâng, rồi, ok. Có chuyển nhiều. Tốt cho. Máy của mình đang không hoàn thành này. Hai số. Là số nhầm số. Có gì nhầm số bao nhiêu năm không biết. Đây là máy quay vịt nhà ta. 5 con 2 tầng. Anh em nướng tẹt 10 con phất lên cùng lúc luôn. Ở dưới sàn này thì để được những cái linh tinh ấy nhỉ? Chậu xiếc, xiên xiếc. Để vào đây. Đấy. Trên có mái làm cho quả biển hiệu. Máy này thích thì ấy mà không thích thì dỡ ra được đấy. Ờ, máy này lúc nào không thích thì dỡ ra. Đấy đúng rồi. Chế luôn. Đây, anh xem. Xem một con máy xay giềng. Cho vài củ ở đây xay thử em. Có củ giềng này không? Bây giờ không, anh ném cả củ vào xay thử rồi. Thử cho vui. Không có, ở đâu ra. Này xay tốt được rồi. Chú tháo ở đây nào. Còn này bây giờ lắp thêm motor các thứ để mang về đó. Chị đây chị bảo là ông chủ nhà nó cũng rất thoải mái. Ông rất thoải mái lắm. Hồi ước lại năm 75. Phải chợ những việc điên mà kinh. Không, những cái làm gì sợ. Nói chuyện rồi sao. Không đổ đi độc lập. Em ơi, anh gì? Không phải là gì? Bác đi chở máy quay vịt tông đổ tông đổ tường nghe người ta sợ quá chạy cả người cả máy đây. Mà khổ có phải là tông chết người đâu. Vâng. Chắc là cái tường cũng tường năm cũ kỹ rồi nhưng mà ở ngoài là chạy luôn. Ngày ngon. Bây giờ khách cũng bị vấn đề mà chưa là tiền. Máy lên đường về Hà Nội. 29X3 ha. Có 1 giây này thôi chị. Vâng, có 1 giây ạ. Nếu mà có giây nào tặng em cái. Máy quay vịt đã lên xe. Trong này có máy xay. Không cần kiếm đâu thôi. Nó vặn tay được mà, không cần kiếm đâu. Không ạ. Còn lấy cái dây ấy cái kia này. Ủa, không. Riêng cái vung. Đây, vung nó buộc rồi. Chưa. Ủa, dây cho đây.
Cái đang rơi được, cái đây thì cũng rơi cuộn. Được. Bây giờ nhá, bây giờ cái xỉ của em đâu? Cho nó đủ đấy. Vỉ xiên thả vào là xong. Vỉ xiên thả đến chốc là xong rồi. 6 đếm chuôi này. 63 là 9 thôi. Thêm một vỉ, một xiên nữa. Anh vỉ đan không cho kia nó một vỉ kìa. Dạ. Bỏ đơn vỉ đan ra nhá. Dạ. Có thích vỉ đan không thì bỏ đơn vỉ đan ra nhá. Cũng được ạ. Vị này là nó không bị méo gì. Thế tôi để vị này nữa. Thế vậy vậy vị đan đổ hết vị đan ra nhá. Tôi để vị đan được. Tôi để mà thỉnh thoảng nướng cái nhỏ nhỏ. Thế để một cái nhá. Để một cái cho thêm một cái xiên với một cái vị này nữa. Này là 8 rồi này. Thế tôi bỏ vớt vỉ này lại. 8 đấy, cho con anh vớt còn thiếu mà, 9 rồi. Có 10 cái đúng không? Mấy cái vỉ đây? Đây, đây là bao nhiêu rồi? Đây là 9. Đây là 8 cái rồi. Cái này là cho xong mấy cái đan vào nhớ đúng. Đây lấy 3 cái đan đấy. Đây là mấy không? Đây rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đúng rồi, mua cái xiên. Ok. Đây cháu gửi lại. Thiếu gì nhỉ? Chủ xiên nhỉ? Lên đúng không? Thả lên thôi em. Hôm nay có thể gọi điện kèm nướng ăn được rồi nhá. Nốt. Đúng. Giờ tiên rồi. Gì nhỉ? Thôi phóng rồi. Thôi ok à... Mày cứ ướn phát là ra mà. Ướn phát. Nào. Hai. Đừng cục ga. Điên mà ga lao ẩn lên. Được chưa? Rồi nha, để tao lên xe. Thank you.
ngoài được không anh ạ? Ôi giời ơi, nóng càng tốt. Xin mời anh chị em đến vịt nướng A Sáng, đường Phú Diễn, ngã tư cổng Tài nguyên Môi trường, Cầu Diễn, Hà Nội. Vịt nướng ship thì gọi theo số kia nhá. Mình có thêm cả nem chua phùng 35k một chục hoặc là một cái nem to. Đây vịt đây. Con to nướng ngon. Anh bán hàng rất là đẹp trai. Okay.